nói, nếu như có thì tôi bỏ qua, còn nếu như không. Nhiệt tuyệt sư thầy, tôi nghĩ ba và họ cũng vậy thôi, không phải tới đây lấy công bằng gì đâu, mà là muốn biết tông tích của đồ Long Đao thôi chứ gì. Ăn nói bậy bạ. Phái Nga Mi của ta xưa nay tuân theo công nghĩa, đâu có thể nào vì một cây đao mà la lối vô lý. Các vị tiền bối, xin cho tôi nói một lời. Thiên Ưng giáo là đệ nhất đại bang phái của Giang Nam, chuyện này là đại sự của võ lâm. Tôi nghĩ Ân giáo chủ không làm việc tình cảm đâu chứ ha. Vị đại hiệp này, xin hỏi xưng hô bằng cách nào? Khách sáo, tại hạ là Tống Diễn Kiều của võ đường. Võ đường của tôi có phái người kiếm Bạch Quy Thọ của quý giáo, chỉ để xác minh một chuyện thôi. Ân giáo chủ, xin cho người đưa ông ta ra đây để nói cho rõ ràng. Được, được rồi. Theo ta thấy, sự kiện của Dương Bàn Sơn cũng phải nên kết liễu. Sư phụ, Bạch Quy Thọ đã chết rồi. Chuyện của Dương Bàn Sơn chết không chứng cứ, nhưng mà mối thù sâu đậm này đã đổ hết lên đầu của Thiên Ưng giáo, và cũng hoài nghi Kim Mao sư Dương Tạ Tốn cướp đồ Long Đao. Thiên Ưng giáo không thừa nhận, nhưng bây giờ đã phái thuyền ra biển lục soát các đảo trên biển. Thật không biết tên Tạ Tốn đó đã đưa Ngũ Đệ đi tới đâu. Như vậy thì chỉ có cách phải kiếm cho được Thúy Sơn mới có thể giải thích được nghi vấn này. Thật không ngờ Thúy Sơn văn võ song toàn nhưng lại bạc phước như vậy. Diễn Kiều. Dạ. Ngày mai đệ tử tới võ đường, chia nhau ra đi kiếm. Dạ sư phụ. Thông thiên tại thượng, tôi Trương Trụy San, hôm nay cùng Ân Sư Sư kết làm phu thê, sinh tử như cùng, vĩnh bất cô phụ. Lão Thiên Nhi bảo hộ, nguyện tôi hai người sinh sinh thế thế, trường sinh厮守,永为夫妻。他日若能重回中土，小女子必定洗心革面，痛改前非，随夫君一齐行善，绝不枉杀一人。若为此誓，天人共弃。叔叔，五哥，đã tạ tốn. Xỉu rồi. Qua bệnh coi. Ngũ ca, Ngũ ca. Ta tiền bối, ta tiền bối. Ông nhất định bị đói quá cho nên xỉu. Đấm vô trống chấm ăn được. Mau lên. Thank you.
này là chỗ nào? Nói cho ta biết, chỗ này là chỗ nào? Chỗ này không có ai ở, đảo quan ở Bắc Cực. Chúng tôi kêu nó là Băng Quả Đảo. Băng Quả Đảo? Nói vậy có nghĩa là chúng ta không thể nào trở về được nữa sao? Vậy thì phải coi ý của trời. Cái gì mà ông trời? Ông trời là cái gì chứ? Trời già khốn nạn. Ta tiền bối, phu thê chúng tôi đã làm cặp mắt của ông mù, thật sự có lỗi. Nhưng mà chuyện tới nước này, muôn ngàn lời xin lỗi cũng chỉ là vô dụng thôi. Nếu mà ông trời cho chúng ta cùng ở trên một quan đảo, nói không chừng suốt đời cũng khó mà trở về. Hay là ông hãy để cho phu thê chúng tôi phục sự cho ông suốt đời. Phu thê à? Hai người lại kết thành phu thê nữa? Phu thê chúng tôi tình sâu nghĩa nặng, đồng cam cộng khổ. Nếu ta tìm bối bình cụ tái phát, hại tới ai trong phu thê chúng tôi, người còn lại quyết sẽ không sống sót. Ân của nương, ý cô muốn nói nếu các người chết rồi còn ta thì không thấy được, như vậy ta ở trên cái đảo này nhất định sẽ mất mạng phải không? Không sai. Nếu là như vậy, tại sao lỗ tai của hai người còn nhét ba cái vẻ rách vậy? Tính là có tiền bối quả nhiên hơn người, đoán chuyện như thần. Nói chuyện thiệt là thừa. Các người đã cứu mạng của ta, làm sao ta có thể đối xử xấu với các người? Tiền bối, ông mặc thử coi. Trời đất ơi, còn thiếu hai cái tay, để tôi mài cái khác cho ông. Không cần, không cần. Cảm ơn ân cô nương, như vậy là đã tốt lắm rồi, ấm lắm rồi. Để dành cho hai người mày áo mới đi, đừng có lo cho ta. Nghe lời ta đi ha. Được. Thúy Sơn đâu? Tô Tô, cái kìa, con cá lớn quá. Thúy Sơn đã mang xong cái nón đồ thứ coi. Thiệt hả? Có đẹp không? Đẹp lắm. Mau mặc áo mới thứ coi. Tô Tô, tiền giấc giả cho mọi. Great.
声飘远，红手盼，此生为那君相伴的白石。声飘远，回首盼，此生为那君相伴的白石。